Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới. Hôm nay thì mình thực hiện cái việc là lột những cái cây này, cây năm cánh trắng Hà Tĩnh để trồng nha các bạn. Cây trên thân thắt ngọn hết rồi, nên bây giờ là mình mới vặt xuống. Tí nữa mình sẽ dùng kéo mình sửa lại các cái vết cắt này cho nó ngọt ngào. Sau đó thì sẽ ngâm vào kích mầm kích rễ đấy mà trồng, và nó sẽ lên mầm mốc, mầm gốc mới thôi. Các cái mắt cũng bắt đầu, nhiều mắt cũng bắt đầu sưng rồi. Đây là một cái chậu năm cánh trắng Hà Tĩnh rất là to, năm ngoái mua của anh Cảnh Vũ Lan Viên đấy. Hiện tại thì đã bẻ được 6 cái rồi, còn cái này nữa sẽ bẻ nốt thành 7 cái này. Cái này một cái là 8 cái này. Cái này là 9 cái này. Đấy. Còn những cái bé này thì lại để đấy. Tiếp tục. Để này, những cái vết vừa mới xé này. Vết xé này. Vết xé này. Vết xé này. Đại khái thế. Năm cánh trắng Hà Tĩnh bây giờ còn ai chơi không nhỉ? Nhìn thế này lại bảo là trông không bằng rau muống thì đúng thật. Nếu mà nói bằng rau muống thì nó xanh mỡ màng, chấm nhúng lẩu ăn được, luộc ăn được, nấu canh ăn được. Chứ phi điệp nó đắng lắm, ăn có được đâu. Phi điệp thì cây năm cánh trắng Hà Tĩnh thì nó là một cây vượt đông. Bây giờ là tất cả cây khác thì gần như là tất cả cây khác là đứng ngọn hết rồi, nhưng mà cây Hà Tĩnh này vẫn đi ngọn, hai thân này vẫn đi ngọn. Cây này nó rất là khỏe. Có mấy bạn cứ bảo là cắt cái này ra để chia sẻ mắt ngủ cho mọi người, nhưng mà bây giờ nói thật các bạn này, một cái ki như này có mấy trăm nghìn thì mắt ngủ thì chia kiểu gì. Mà nói thật, nếu có duyên thì chia thì đơn giản thôi, nhưng mà giả sử như là chia độ 50.000 hay 100.000 một mắt đi, thì không cẩn thận gửi đi xa, tiền cước nó lớn hơn đấy. Thế là thôi, tùy duyên, cứ để trồng nó ra đã các bạn. Đây, tôi ngâm 6 cái kỳ năm cánh trắng Hà Tĩnh này vào đây trong vòng khoảng độ 15-20 phút. Tôi pha cái chế phẩm A5 của Ngọc Linh, rồi cái A9 siêu kích rễ của Ngọc Linh này, cộng với tôi bị hết cái V1 rồi, nên là thôi, có cái gì dùng đấy. Với lại tôi có nhỏ vào đây 7 giọt S1 Kiki S1 của Ngọc Linh. Cái này nó khoảng độ 1,5 lít nước, tức là 1 lít nhỏ khoảng 5 giọt. Ba liều nhẹ thôi để ngâm. Đấy, ngâm ở đây để cho nó bổ sung dinh dưỡng vào trong cái hấp thụ qua cái vỏ, qua cái thân cây, sau đó thì đem trồng. Đây là 6 cái ki năm cánh trắng Hà Tĩnh mà tôi đã ngâm khoảng 15 phút. Để ra vừa mới vớt ra. Bây giờ tôi sẽ để đây và tôi sẽ trồng. Đấy, tôi đã làm xong hai cái chậu với cái bộ phụ kiện của Ngọc Linh. Bây giờ mình sẽ cố định cái này vào đây. Đấy, rất là chắc. Sau đó phủ thêm cho một chút. Nếu mà dùng như anh Ngọc Linh ấy, là anh Bình Ngọc Linh ấy, là anh hay dùng một than, thì anh ấy phủ trên bề mặt này một lớp rêu chi lê, rêu sâu. Nhưng mà tôi thì hiện tại nó thật các bạn là không còn cái rêu chi lê nữa. Đợt vừa rồi mua của một người, nhưng mà cái rêu nó không đảm bảo. Rêu nó đúng là rêu luôn ấy, chứ không phải là sâu đâu.
nên là dùng nó bệt vào rất chán, nên tôi không dùng, chờ mua cái lô mới. Thì mình sẽ cố định vào đây thôi, sau đó mình sẽ cho thêm cái giá phể hỗn hợp này vào và cho thêm một tí phân dê trên bề mặt là ok rồi. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng cái bộ phụ kiện của Ngọc Linh, đó là cái khay điều hòa nước. Cái này rất hữu dụng cho những người mà không có nhiều thời gian để chăm sóc lan, đi công tác thoải mái cứ tưới đẫm nước thì nó đầy vào cái khay này, thì nó phải để nó tự bốc hơi thì phải mất phải hàng tuần, không cạn hết được cái này, nên là cây lan nó ngoài cái việc nếu tưới được tự động thì tốt, nhưng mà nó vẫn có cái giữ được cái hơi ẩm thì nó tốt hơn, nó giúp cho cái việc mà nhử rễ cây mình mới trồng ấy, nó sẽ ổn hơn. Đây là một cái bộ phụ kiện hoàn chỉnh. Tôi sử dụng ba cái que thép bọc nhựa màu xanh, cắt ba đoạn cắm vào xuống dưới, nó cố định ở dưới, nó có lỗ. Cái loại này, mẫu này vẫn là mẫu cũ, có lỗ ở dưới cộng với lỗ ở trên này, thì mình cắm một cái thì nó cố định vào đấy, ba cái thì nó tạo thành vi thế chân kiềng rất là vững chắc. Và bây giờ sẽ đặt nó vào trong một cái chậu và trồng vào đây 3 cây. Tôi thì không có nhiều diện tích cho nên là tôi có 6 cây Hà Tĩnh đấy, thì tôi sẽ chia ra làm trồng làm 2 chậu, chứ còn nếu mà trồng thành từng chậu một thì thành 6 chậu thì không có chỗ mà xếp các bạn, nên thôi đấy, trồng luôn vào làm 2 chậu thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy là như này, thấy là ở dưới không khí thoáng, nó có thể thông lên trên làm mát. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì nếu mà trồng hở được cái mặt này ra này là tốt nhất, có nghĩa là đặt cái này vào làm sao để cho nó mình cho ra thể vào nó chỉ đến đây thôi, còn lại cái mặt này nó hở ra, thì nó hở ra thì nó có tác dụng là nó đón cái gió từ dưới đáy chậu này, nó hút lên, nó tạo sự thông thoáng cho cái chậu lan và cũng như là kích thích cái bộ rễ của cây lan nó phát triển. Đây là thành phẩm này các bạn, tôi đã trồng xong đấy, vẫn mặt vẫn để thoáng nhá, vẫn nhìn thấy dưới đáy, đây cũng thế này, vẫn nhìn thông xuống dưới luôn, rất thoáng. Thế thì bây giờ tôi sẽ chỉ còn tưới nước nữa là xong thôi, thì mình sẽ dùng cái nước mà ngoại ngâm để mình tưới thì nó sẽ đọng nước ở cái khay ở dưới và nó sẽ bốc lên, và nó chính là cái này nó nhử rễ và nó làm thoáng cái bộ rễ, làm mát bộ rễ. Thực ra sau này nếu mà mình tưới, nhiều người cứ lo lắng là có thể là nó đọng phân thuốc ở đấy, nhưng mà thực ra thì khi mình cứ tưới đều ấy, thì nước nó liên tục nó tràn đầy vào, đầy thì nó tràn đi, cho nên không vấn đề gì cả các bạn ạ. Một cách mình thấy là nó khá là hay. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Đấy, hôm nay lâu lắm rồi mới có thời gian để làm cái chậu 5 cánh trắng Hà Tĩnh này, để chờ xem là mùa tới nó ra làm sao. Đấy, thành một tác phẩm ba gốc này để lên mầm gốc, tới sẽ làm mầm gốc cho nó, thì nó lên mầm gốc là sẽ được 2 chậu ngon lành để hóng cho mùa sau. Và biết đâu đấy, nếu mà có duyên gặp ai mà thích thì lại chia sẻ thôi. Ok, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn có sức khỏe, niềm vui và cháy được với cái lửa đam mê của mình. Cảm ơn các bạn. Đây, sau khi trồng rồi nhưng mà vẫn còn 3 cái cây 5 cánh trắng Hà Tĩnh trên thân chưa bẻ xuống các bạn. Cái này thì khoảng 7-8 cm rồi đấy. Cái này khoảng 20 cm. Cái này khoảng 18 cm. Cái này thì mập nhất, củ to. Cái này thì đẹp.
cũng vừa là lười mà cũng vừa là nhiều, tốn nhiều chỗ, nên là bạn nào mà muốn sưu tầm năm cánh trắng Hà Tĩnh thì có thể liên hệ với mình qua cái Zalo là 0338 113 113. Đấy. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh mình ơi, sông Lam gọi núi Hồng, Hà Tĩnh vừa đông. Ok, cảm ơn các bạn.